Chương 1 Ở Zero One, bắt đầu một cái vệ tinh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Oanh Tiếng nổ mạnh vang lên, ánh lửa lóng lánh, một khí lãng đem người chung quanh, sự tình, vật toàn bộ quyển bay ra ngoài, chỉ thấy một cái nguyên bản ăn mặc đề đai đeo y phục mặt mang hàm hậu nụ cười đại hán, theo tay phải ấn dưới, driver, trên một cái cái nút, mà trở nên thô bạo. Thật thà khuôn mặt trở nên dữ tợn, da từng bước văng tung tóe, một lát sau, một cái chỉnh thể là màu trắng người máy xuất hiện, quanh thân ti chớp màu đỏ bắt đầu khởi động, chỉ thấy vô số giống như dây vậy dây xích từ cái này ngủ lại đến đáng sợ trong miệng tuôn ra, dây xích trong nháy mắt đưa hắn bao ở, sau đó không lâu, một cái màu xanh biếc rất giống là một cái đường lan một dạng quái vật xuất hiện. Đã liên tiếp mé bao, ta muốn. Hủy diệt nhân loại. Vải. Humager. Magia mới vừa chuyển kiếp tới lâm thần lúc này khuôn mặt kinh ngạc, giống như gặp phải chuyện không thể tưởng tượng được giống nhau, mà chứng kiến này tấm ác mộng như như địa ngục tràn cảnh lúc, cùng với khác người trốn chạy khắp nơi không giống với, trong mắt của hắn chỉ có kinh ngạc và không thể nào hiểu được, bởi vì thân là ca men phấn, một màn này ở kiếp trước trong máy vi tính nhìn rồi không biết bao nhiêu lần, tuy là hiện thực đối mặt cảm giác nhất định là không cùng một dạng là được. Nơi này là Zero, quan thế giới. Đây là cốt truyện bắt đầu sau người thứ nhất pháo hôi, Bê-rô-tha. Đi theo người hoảng loạn lưu trốn một cái phía sau chướng ngại vật, Lâm Thần len lén đánh giá cái này chân thực bản magia, ta muốn. Hủy diệt nhân loại. Bê-rô-tha magia phản phất xiên ngốc thông thường, nói một chữ một cái, thế nhưng kia lanh lệ động tác nói cho Lâm Thần, hiện tại. Đã là một cái thế giới chân thật sao? Ở nơi này câu sau khi nói xong, Berotha trên người đột nhiên bắn ra mấy cái màu hồng dây xích, mục tiêu cùng hắn trong miệng muốn hủy diệt nhân loại bất đồng, đây là nhằm vào Humager, Lâm Thần biết. Đây là muốn chế tạo Trilobit Magia sao? Sưu. 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 Màu hồng dây xích trong nháy mắt xuyên thấu nhiều cái Humager, có công viên công nhân, có công nhân làm vệ sinh, cũng có những vô cơ đó, đều không ngoại lệ, bị màu hồng dây xích xâm lớn hệ thống bọn họ trong nháy mắt cải biến chính mình liền định vị, trên người nhân cách hóa tướng mạo tiêu thất, biến thành lúc ban đầu màu trắng Humager, nhưng là lại có một số khác biệt, nhưng mà khẩu hiệu thật là vô cùng nhất trí, đã liên tiếp đến Mesubao, mục tiêu. Hủy diệt nhân loại thật vừa đúng lúc, vốn là khu vui chơi phụ trách an ninh bảo an Humager ở sơ tán nhân viên thời điểm bị màu hồng dây xích xâm lớn hệ thống, biến thành Trilobit Magia, mà khoảng cách gần hắn nhất thì còn lại là Lâm Thần Vải Nhìn chậm rãi hướng phía chính mình đi tới Magia, Lâm Thần có điểm luống cuốn, tuy là kiếp trước lúc xem truyền hình rất thoải mái, nhưng là mình cũng không phải là Kamen Rider A, à. kiểm tra đo lường đến then chút tin tức. Kamen Rider, hệ thống đang ở mở ra. Cảnh cáo Cảnh cáo Cảnh cáo Hệ thống xuyên qua thời không tiêu hao quá lớn, không còn cách nào hoàn toàn mở ra, đưa lên tân thủ gói quà sau sẽ rơi vào giấc ngủ, mời ký chủ tự hành chạy trốn. Ta Lâm thần hiện tại đã tới không kịp đi mắng quỷ này hệ thống, người nói người muốn làm xuyên qua có thể hay không khen nhiều một chút năng lượng đang nói. Lâm thời quyết định Hủy diệt Nhân loại Đã trải qua ngắn ngủi thích ứng kỳ, Trilobit Magia hành động cũng nhanh hơn, nhìn trước mắt Lâm thần, không nói hai lời trực tiếp đánh tới. Mà bây giờ, căn bản không thời gian mở ra tân thủ đại lễ bao A, phanh. Nguyên bản lâm thần đều cho là mình phải ra khỏi sư chưa kịp đánh đã tử vong sao, lúc này một đạo tiếng thương suýt nữa đem hắn màn tai đều cho đánh trách tả tơi, kinh tỉnh lại, còn đứng ngay đó làm gì, còn không chạy mau. Lâm thần đứng lên, chứng kiến nguyên bản nhào tới Humager ở giữa không trung đã bị người cầm thương bắn cho bạo nguồn năng lượng hạch tâm, thang té trên mặt đất, tự như sống sót sau tai nạn vậy hô thở ra một hơi, muốn đối với vừa mới người cứu mình nói lời cảm tạ, kết quả quay đầu nhìn sang, chỉ chưa một người mặc chế thụ quần áo bóng hình xinh đẹp, AIMS tay của Lam Sát Thương, nữ nhân. Giai ba IUA sao? qua người thứ nhất nữ rider. Lâm thần vừa nghĩ, lại chứng kiến bên cạnh mình đang ở trắng trận phá hư không có chú ý tới mình Berotha, lần nữa tìm một địa phương ẩn nấp, mở ra tân thủ gói quà. Tân thủ gói quà xác nhận mở ra, chúc mừng ký chủ thu được cùng hệ thống người tương liên tạo vệ tinh một viên, bởi hệ thống nguồn năng lượng chưa đủ, này vệ tinh đem hình chiếu hệ thống bộ phận công năng. Chờ đã. Ta muốn cái này vệ tinh có ích lợi gì? Ta bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Cũng may tình huống bây giờ không có vừa mới khẩn cấp như vậy, lâm thần ngược lại vẫn là có võ thuật tới tỉ mỉ hỏi thăm một chút cái này vệ tinh, thấp xứng bản hệ thống. Quả nhiên là thấp xứng bản nha Ngay cả một hệ thống tinh linh cũng không có Đợi nửa ngày đều không có trả lời Lâm thần quyết định hay là trước lưu vì kính Ngược lại chờ chút nơi đây còn có dê rô quăng tới xong việc Nếu như không phải điều kiện không cho phép Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái này ri qua để nhất trẹo chân rider phong thái đâu Đang ở lâm thần chuẩn bị chiến thuật tính lúc trút lui Vừa mới cái thanh âm kia Cũng chính là tân thủ gói quà vệ tinh truyền đến thanh âm có hay không liên tiếp vệ tinh rider kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện nay tao ngộ nguy cơ đã cam chịu tiến hành liên tiếp liên tiếp thành công chúc mừng ký chủ thu được ngẫu nhiên kamen rider driver cùng với ngẫu nhiên đạo cụ ba ngẫu nhiên kamen rider driver đúng vậy xin hỏi có hay không lập tức đồ vật là lâm thần đương nhiên lựa chọn hiện tại liền đồ vật vừa mới mình bị một cái người máy làm chật vật như vậy còn bị nữ nhân cấp cứu đây cũng quá làm mất mặt xuyên việt giả đi. Đồ vật thành công. Chúc mừng ký chủ thu được build Driver cùng với Rabbit Tank, Taka Galin, Ninja Comic Funbot. Đồng thời giải tỏa Kamen Rider Build khối hệ thống thương thành. Cảm giác được chính mình không có vật gì túi tiền bỗng nhiên trầm xuống, lâm thần theo bản năng sợ qua đi, build Driver. Nhìn cái này quen thuộc Driver, lâm thần thuần thục đưa nó đè ở, lấy ra một đôi kiệt tác bét mát phối hợp tổ hợp, lay động, sau đó đặt ở bên tai nhẹ nhàng lắng nghe, vô số màu trắng công thức trên không trung trôi, mà tràn diện cũng hấp dẫn tới đang không ngừng phá hư Berotha Magia, nhân loại. Nhân loại. Hủy diệt nhân loại. Thông suốt. Như vậy thì là người sao, ta người thứ nhất vật thí nghiệm. Tá. Thực nghiệm liền muốn bắt đầu a. À? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.